trời ơi, ba mà con trao cái gì cứ một nửa trao cho mày trời, mày làm luôn đi con mở mở có ba lông Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Hôm nay cu lợm đã đến quê hương của Lê Thanh này nha. Hôm nay mình đến đây làm gì làm? Đến đây thăm nhà chú. Nhà chú á. Là cho chú Nguyễn mình cắt tóc. Rồi bây giờ đi vòng vô nhà cái thì đi ra cho chú Nguyễn cắt tóc nha. Rồi. Đây. Đưa năm ơi. Đưa năm. Rồi nhà chú không? Đủ chú đẹp chưa trời? Cái gì? Nhà chú đẹp á. Nhà chú đẹp không? Đẹp ra luôn trời. Đẹp không? Trời có tóc gì vậy? Cái này tập tạ là biết tập tạ không? Sao coi. Ngay quay đây coi. Rồi. Đâu tập tạ coi. Ồ, dữ à. Rồi được rồi. Tại sao lần đầu tiên mới đánh nhà chú thấy sao? Đó coi tôi chào với chị khán giả còn bảo cô chú anh chủ. Cô chú anh chị. Thôi nè, Trung Nam học giỏi ghê không? Học giỏi đó. Còn chú ở trên kia. Thấy à? Chú ơi, nhà chú có dàn câu cơ không? Nhà chú bán hết rồi. Có dàn di tính không à? Vậy luôn đó hả? Bây giờ là cho cô làm cái bánh ăn nha. Tôi đây vô đây. Chú Lê Thanh ơi. Con bấm máy vô tính được không chú Thanh? Con không biết bấm đâu. Nè. Mới được không? Nè tặng cho cô làm cái bánh thốt lốt. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Bây giờ cho con bấm máy vô tính được không? Tắt rồi. Mà ăn sao? Bây giờ đi ngoài hớt tóc đi. Mấy anh em đợi kìa. Rồi. Con bánh ngon không? Ngon. Rồi đi, đi mà. Đây hả? Sao thấy tới nhà chú Lê Thanh vui không? Vui. Nhà chú Lê Thanh vui mà. Vui không? Băng cương là phê đợt mình là phê ta mà. Anh kia phê đợt hả? Cương phê đợt. Cương ăn giang á. Áo đẹp đẹp quá anh. Giờ qua nhà chú Quyền hắt tóc lên cho đẹp trai nữa cứ vợ phải không? Đỡ cứ Quyền. Đỡ cứ Quyền phải không? Rồi vô. Rồi đây, mà thợ hắt tóc miễn phí nha. Anh nào YouTube đến đây đông quá để quay cô làm nè. Xe đó đứng đứng đó đây làm. Rồi giữ được máu tôi đâu? Không qua được máu tôi đâu? Cái chồng bà có trời. Trời ơi má luôn á. Trời ơi. Ba mà con trao. Cái gì? Cứ một nửa trao cho mày trời. Trời. Cái gì? Mày đi hót theo kiểu đàm Minh Hưng như vậy. Thôi hót ba phân đều. Không đều luôn á. Ba phân đều. Không đều luôn á. Hót đầu cặp kiểu không? Đây lên. Rồi gỡ áo ra hót tóc. Hót tóc miễn phí nha. Cỡ bắp ra được không? Được, cỡ quét ra đi. Đây. Chạy. Lượm lên đây, em cầm chưa? Cầm lên thằng. Có kiểu gì nói với ông thợ đi. Nè anh Nguyễn TV hết tóc cho. Dạ, con hết 3 phân điệu. Họ hỏi cái ông thợ này biết hết tóc không? Được, tóc nè. Được. Không hết rồi, không tặng cho nó không đó. Hỏi ổn không? Hỏi ông Học, tóc bao lâu rồi? Con cũng bảo tiệm nữa nè. Rồi, quay đây. Tôi cũng muốn bảo tiệm hết tóc đó nè, mà chưa có từng mã nữa nè. Rồi. Ôi trời, mã chưa có. Hỏi ông biết hết không? Coi tự tế ra hết cái đầu cái là xong rồi đi cạo chọc luôn á. Ông biết hết không? Biết không? Rồi, hứa phải giữ lời nữa. Rồi. Không hết luôn đi kêu. Không mở đâu chưa trời. Muốn hành tàu chùa gì? Rồi, hỏi ông hết rồi có tặng nón không? Không hết rồi có tặng áo không chú Mượn? Tặng nón. Tặng áo dân quân tự dặn với lại tặng cái áo động. Tặng có quần dân quân tự dặn với cái áo lính đó không phải không? Rồi. Có đó không cập hơi được, không ai bắt cái trơn nữa hả? Cái cài cao hết cái đầu cọc luôn á vậy? Chịu được rồi hả? Hết luôn rồi kìa. Em không tập phân điệu nữa à? Phân điệu nè, có một phân một luôn chứ ba phân gì? Quá được trai rồi. Đâu, nhìn kiến coi được trai đâu. Nói dở. Chắc có mùi đen quá. Mùi đen. Hả? Còn có đậu chấm nãy giờ, không biết hết cái chỗ đó. Rồi hết cái này về Nguyên gặp Thái không? Giờ ông Nguyên nó cũng mừng. Mừng hả? Thấy là trai gì nó vái nó mừng luôn. Mai ơi. Bà. Bỏ ông Mai hả? Bỏ Mai gặp ai rồi? Gặp ai? Nguyên phải không? Bé Nguyên. Nguyên đâu kể tình, bé Nguyên cho mấy em nghe coi. Lên về vợ sao kể coi. Hồi đó lên về vợ sao? Chú.
con hơn chú mạng tiệm hết tóc thì cũng ổn rồi, bây giờ vợ chồng con cũng yêu đương với nhau cũng có lý. Vợ con ngủ vậy sáng mưa cháo cho con hết vậy mua đồ ăn cho vợ đồ. Ừ. Rồi cả. Con nghe coi. Mình với bé Quyên đó. Trời ơi, rồi thích vậy thì vợ chồng yêu đương đi. Tao vô ngủ. Mày nói chó thủ kìa là. Còn làm đi hết tóc chó sủa luôn. Cháu vô ngủ cũng không hỉ với nhau đâu. À, không hỉ nha. Thôi bảo thì bảo vô hỉ. Không hỉ không biết đâu. Ở đầu chết. Mà đi ngủ với vợ là vợ ôm đầu. Xin nhậm luôn nha. Dạ. Nhậm đầu gì? Sơn màu gì? Không nợ, không ngợm cha bình thường chứ cha. Dạ. Không ngợm bình thường. Không nhậm á. Ờ, nhậm đầu vàng được không? Không. Dạ. Ngậm cái màu đó Nguyên nó rậm nhất. Dạ. Nguyên biết Nguyên buồn nó mới mất mà bà vợ chồng mà nó chửi mình luôn. Nhưng mà Nguyên kế sửa thì không chửi. Ờ chú Bượng ơi, hơi tóc mà không có cậu cho ông, hơi tóc gì được rồi. Cậu gâu đi, cậu gâu cho trẻ. Gâu ra, ra kìa. Thôi không có cậu đâu quên. Sao hả? Nó đẹp trai quá trời. Sao không cậu gâu nó coi. Thôi trời ơi, con để dao chừng nào mà dài bị nó mới cạo được. Muốn cạo để về vô bị hồng cạo luôn. Để gâu cho nó nhầm. Băng, đừng, con coi chữ rồi. Dạ, coi, có hát được không? Đủ. Đẹp không? Cái đầu là giống thanh dao nè. Giống gì? Giống con ma chìm thanh dao nè. Giống ăn chìm hả? Rồi, ngay lại đây. Thôi cái đầu đi vô làm việc được nè. Đỉnh ra. Có đầu chậm đuổi rồi. Cái hoài hồi chắc sọc cằn không á. Thôi mà giờ mà không thở quay trời. Cái chuyện nghe là cái chuyện dù vậy đâu nghe đây. Còn hôm bữa ma tới bệnh đó, tôi qua tôi cũng khổ nó lắm. Tôi với Mai là tình cũ thôi, cho mấy vợ chồng với tao tao chơi, nó nắm tay Nguyên, Mai là lỡ Nguyên nó biết nó buồn phiền á. Mình thì bởi vậy người ta nói đó. Anh đem trao cho em nụ hồng chủ mây trong gió, đưa trắm biển là đưa trắm nước mưa giọt vô bụng, đi vợ vô cái lòng. Đi sao đó? Giọt bụng Mai hả? Mai giọt bụng luôn. Trời giờ. Cái loại đó. Trời giờ nó mắc á. Để dùng Nguyên đi, Nguyên thấy Nguyên đó. Tính tử Nguyên không? Dạ, à... Tính không? Hả? Tính Nguyên nào tới Nguyên à? Nguyên hả? Ừ. Nguyên còn ở đầu 3 năm rồi mới cưới. Bảy. Trời ơi, nghĩ thế tôi cứ Nguyên là chừng nào tôi có trời ngồi chung mới cưới. Chừng nào tới Nguyên? Nguyên hả? Ừ. Nguyên thì tại đây là nó nói là chừng nào có tiền đi nó mới chịu, còn không có tiền nó không chịu. Dạ. Ừ. À, có người tổ chức đám cưới rồi chịu không? Người tổ chức đám cưới kìa. Chịu. Chịu mà ông Nguyên chịu không? Chịu. Ba ông Nguyên chịu không? Chịu mà bữa nói chuyện thì 85 âm luôn. Nhiêu? Để nhiêu âm? 85 âm. 15 âm phải không? Nói về hỏi về vợ kỹ đi, không giờ tổ chức luôn kìa. Dạ. Nó giờ tổ chức luôn hả? Ừ. Có người ta tài trợ đám cưới cho tôi với Nguyên luôn đó. Về hỏi ông và vợ lại kỹ rồi nha. Dạ. Giờ hỏi còn sao hỏi còn nó mới chịu không? Chịu đó, sợ bên kia đó. Kỹ rồi à. Nhưng mà lộn là làm chịu không? Chịu. Tổ chức đám cưới rồi xong rồi là Mạnh Thường Quân cho vốn làm ăn luôn, buôn bán nhỏ, bán đồ chai chịu không? Chịu. Ờ. Em rửa chén, em bưng vợ con á, vợ con thì tắm uống nhiêu đi. Ờ, cũng con ở dưới con bán chợ cá cũng được. Thôi bán đồ chai, người ta thích bán đồ chai. Bây giờ mình bán đồ mặn đi. Bán đồ mặn. Bán bánh bao thịt chuột. Rửa ngoài chuột gì vậy? Còn Nguyên còn bán bánh bao thịt mèo. Nhớ bại rồi đó, bại rồi đó. Các bạn là đã bả rồi, bả rồi. Đẹp rồi nha. YouTube mà biết cắt tóc luôn đó. Nhớ ra luôn. Đừng có cỡ. Chút hết. Đừng lúng hết. Chút cạo chân mày làm luôn đi. Có mở mở. Sao hả? Có bao nhiêu lông bao lông. Chân mày đậm quá, đậm. Đậm à. Để bóp đi. Có mở lông bao lông, đừng có cạo chân mày thì phải trở lý chết đó trời. Xăm chân mày luôn lắm ơi. Không nợ là bà Long. Hồi nãy nói mẹ sao? Không, đừng có xăm chân mày, xăm vô của mày nè. Thôi vậy nè, nãy mình hỏi mẹ hết tóc rồi. Xăm vô nhậm tóc đó nghe. Thôi cho ngậm bà chữ luôn. Chữ à? Tại bà chữ mà ngậm, không, đừng có ngậm, bây giờ mình hết tóc bình thường rồi. Sạch vô, mát không? Ê, mát. Không tóc bà chữ nó cồn gì vậy trời.
Chụp con. Trời, chụp con Covid 19 người ta mà. Trời ơi, con trời. Còn Covid người ta tới cha. Lấy hết bụng nợ người ta luôn. Đó đẹp rồi. Ô, cụ lộn đẹp trai rồi nè. Chuyện hay quá. Bắt đầu bé nè. Không gian luôn. Đó. Đẹp không? Bé đó. Đẹp rồi đó. Quay lỗ đẹp trai rồi. Thấy chân mày luôn nha. Thấy chân mày luôn. Giờ chiếc này Nguyên nhìn hết da rồi. Da luôn. Bộ vậy đây. Ủa. Quá đỉnh. Chú chơi bộ đồ không chú? Ừ. Chú chơi bộ đồ hả không? Tặng bộ đồ. Chơi bộ đồ hả? Tặng cái nón hết, tặng cái nón. Ăn tóc xong tặng cái nón luôn. Có nón mà có người xa đâu rồi. Cà làm gì trời. Còn có nón có người xa đâu rồi chú Nguyên. Chưa. Giờ xong rồi đó. Chưa, từ. Còn cao chân mày nữa kìa. Không nợ lên bà lông quá. Có là mũi không? Đủ. Đồ chữa thông tạch. Em nè, ngồi em nè. Chứ ngồi có cả lông cô không có bảy. Nó gì nó tụi bảy mà. Đừng có nói vậy, nó phá kênh đó. Nó chập kênh đó, nó hầm kênh đó. Ông bà Mạnh Thường Quân ta đỡ cho mình mạnh dở đó. Có tay lộn thịt chết. Lắm rồi, nhớ thằng nào mà mò ốc không? Mò ốc có những cái hầm đó. Mình sáng lên đây nó hỏi nè. Ai? Cái thằng mà mò ốc cái hầm của cô nội rồi đó. Cái mà không? Nó lại đây nó hỏi nè. Lại đây nó hỏi nè, nó chút xíu cô lập qua. Ô, mà nó kiếm tương chưa trời? Cái kiếm là nó trả tiền á, mà hôm nó mò nó chưa, nó không có trả tiền á. Chút mà không? Ờ. Thôi chú nói cho nó, cho con hiểu đừng có còn chở cho. Nó trả cho nó con trả, á. Nó trả. Ờ, nó trả. Hôm nó mọt có nhớ không? Đó. Chút găng mới đá bầu sữa nha. Chút găng đá bầu luôn. Đá bầu sữa. Đưa đi chơi chứ bác. Chút găng đá bầu không? Đẹp trai, cô lộn đẹp trai. Đẹp trai rồi. Chú làm có vợ là đại. Kìa bên kia có ông Mập nhìn kìa. Nó ông mập bên đó. Kìa ông mập bên đó kìa. Nó nhìn tướng nha. Ồ có ông mập kìa. Nó bảo quá ra bảo miễn phí rồi. Ồ đó. Ồ mộ tặng cho đó, chịu không? Uống không đi đó. Uống nó bảo không? Dạ uống. Uống nó bảo hả? Ừ. Nó dạ. 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 Cái được rác 5.000 hơn cho hơn bớt của sắp bớt rồi. Trời trời. Để em vô. Rồi chút ra bác chính tặng cho ly đá bào, bác chính hâm mộ á. Dạ. Chào quý vị có trả đây. Không trả, không có trách mình có thành đôi không? Không, bây giờ thấy ông thợ nói hết tóc á coi. Kiểm tra hết tóc coi thấy được không, ông thợ này. Hết được không? Được. Rồi cũng là ok đó. Con không trách mình lần nữa, con đi vô khám hết trình hà rồi, mình cũng mắc cười lắm. Vô tới trường tuổi Lâm nè, ngâm người chết mà chơi vẫn được á. Chơi đừng có chập thở là được, đừng có chập bạ là được. Hôm nay qua nhà huyện TV hất tóc rồi, huyện TV hất tóc vậy thấy được không? Thấy ok hài lòng không? Đẹp chưa? Thấy đẹp chưa? Dạ đẹp rồi. Đẹp. Rồi cảm ơn ta đi, cảm ơn. Cảm ơn ha. Cảm ơn sao? Cảm ơn chú Nguyễn. Tập trai ha. Rồi 50 ngàn. Đỡ hất 50 chứ nhiêu. Cái này hất 50 không à? Mày đó. Có tiền luôn à, bữa nay có tiền cái gì ai? Này có tiền nhiều rồi. Anh nói 10 ngàn ấy. Có 10 ngàn chú ơi, bây giờ chú đã mượn có gì chú băng à con. Trời ơi, đi ra. Mình trả con 50 luôn. Thôi giờ hết giùm cho con cái được không? Được. Tặng cho đó. Ừ. Tặng cho luôn á. Rồi cảm ơn đây, bắt tay cảm ơn đây. Dạ cảm ơn chú Nguyễn nha. Rồi. Dạ. Không chú Nguyễn cái đi. Thôi khỏi. Không không được, lấy lặng cái này nè. Thôi. Ca tặng bài đi. Ca tặng bài đi. Ca tặng bài đây. Cổ rồi. Bài mới nha, không cổ. Anh biết cảm ơn trời. Anh biết em ơi, trời chỗ hôm nay đã uống rượu để lên mua pháo bên đường không vừa. Đây lên nghèo, quên anh không trốn cho người ăn cho em bè làm. Khá này, tụi bà lên trời đào, rơi xuống trái lên. Đánh chúa hồ tròn. Rồi mình mà cùng đi là đến một tây phương trời. Trời má ơi, trăm đi tây phương bỏ anh chấm gì má. Má ơi má. Trên đó gì mai. Đã. Rồi đi ra uống đá bào đi. Cái ông gà ba bắt chính bào cho ly đá bào mấy kìa. Cái đây nè. Đậm. Còn có cá mình sao? Dạ. Chút xíu vô anh. Dạ. Dạ.